Lời đầu tiên cho bên Siêu Tiêu Hùng Thắng gửi lời chào thân thương đến anh em cho cộng đồng mạng ha. Hôm nay bên Siêu Tiêu Hùng Thắng quay chia sẻ bộ dàn cầu và máy dân ma thủy vừa được bên Siêu Tiêu lắp đặt hoàn thành, đang chuẩn bị giao cho một anh khách nha. Rồi, chi tiết anh em. Đây. Quay cho anh em xem ha. Đây là một con dân ma thủy nha anh em. Quay chi tiết con nhà ngoài này xong đi rồi mình sẽ giới thiệu sơ sơ cho nó. Đây là thông số kỹ thuật của em dân ma 4GH3 này nghe anh em. 4GH3. Đây. Được mình lắp đặt vô bộ dàn cầu này. Inox toàn bộ 304 và chân vịt đuôi tôm. Đây. Sơ nét về đôi máy này. Giới thiệu anh em, đây là các động cơ này mình mua tại cơ sở máy thủy nhật của anh Nghiêm ở Sài Gòn. Anh Nghiêm đưa cho mình cái động cơ này rất là ok. Mình xong rồi về mình lắp cái bộ dàn cầu vô để giao một anh khách ở địa phương mình để anh di chuyển chở khách du lịch và những vật dụng người dân ở đây nhu cầu, như anh chở thuê còn gọi là đò. Máy này thì còn rất là can, hơi thừa khối cai thì rất là ok. Được mình lắp nguyên cái bộ chassis này bằng inox 304 từ chi tiết nha nè. Sẽ quay từ đầu tới đuôi cho anh em xem nha. Đây là mà cái chân vịt được lắp đặt bởi cái bọc 49 lắp 25. Ở trên sống lưng này mình kẹp cái sắt lắp 22 để cho chạy lên tốc độ nó không có độ quằn và dúng cái bọc lắp. Bọc lắp là cái tiếp lắp này nè. Còn tiếp này ở trong là 25 ly, còn cái cây này là 22 ly. Đồ toàn bộ và tất cả dùng 5 căn Cà Mau anh em mình xài là đồ dày không anh em. Cả cái bát này nữa 6 ly, em này cũng 6 ly luôn, bọc này thì 4 ly rưỡi. Mình quay chia sẻ anh em ha, bộ này cái bộ này là mình giao cho khách nha anh em, quay chia sẻ cho anh em xem thôi. Đây là cái ống 42 được bít đầu lại, ống này dài 5 ly. Bên tiệm mình thì lắp đặt những con máy mới, dàn máy cũ. Anh em nào có nhu cầu cần thiết xài những cái bộ dàn cầu dỡ taxi như thế này thì liên hệ với mình. Mình quay xong là một hồi mình test máy cho anh em cảm nhận cho xem ha, độ im của nó ha. Đây là kẹt đăng đạn, mình bít cái mặt này lại luôn, chỉ cho cái này xây thôi. Đây, mình sẽ test máy cho anh em xem nha. Đây, khởi động nha.
tay cắt ra. Khởi động. Máy nồi nổ hơi thừa khói cay thì không có nghe nè, khi phục phục khói là khi đôi lúc mà dầu nó chưa lên đều á, còn lên đều rồi nhỏ nổ các bạn em. Anh em nghe tiếng nổ cũng phê ha.